Hôm nay em tiếp tục lên cho cả nhà một Rageton Unbet. Đây là một con xe cào cào 5 số ha cả nhà, nguyên zin luôn. Và đây là một con xe đời cao ha. Theo như cái tem của nó là 2021-2022 luôn á cả nhà. Thì đây là một con xe đạp cào cào Rageton Unbet màu trắng. Và size xe là 26 inch nha cả nhà. Mấy hôm nay thì lên toàn là xe 27 inch thôi. Bữa nay được một con 26 inch này rất là tuyệt vời luôn. Thì 26 inch thì nó nhỏ hơn 1 inch so với xe 27. Thì size vỏ là 650 đó cả nhà, còn 27 là 608 ha. Còn 28 á, là 700C, con này là 26 inch nha cả nhà. Cho nên là đây là một con xe cực kỳ gọn luôn, một con Unbet nhôm hàng cao cấp và đặc biệt là đây là một con xe nguyên zin ha. Màu là màu trắng ngọc trai, để đi vô chi tiết cho cả nhà cùng theo dõi. Thì cũng giống như những dòng Unbet khác thôi cả nhà. Thì con này thì nó sẽ sử dụng cái cây sườn nhôm ha. Và nước sơn là trắng ngọc trai zin nha, rất là đẹp luôn. Đó, cực đẹp luôn á cả nhà. Con này thì sẽ sử dụng dây cura và đùm là đùm Nexus 5 số ha cả nhà. Đấy. Đó. Sử dụng dây cura nè, sườn nhôm, dây âm sườn ha. Thì dòng Unbet này là dòng cao cấp nhất của nhà Redcon. Và xe đạp cào cào. Thì mình bán rất là nhiều dòng xe Unbet này rồi cả nhà. Và mình giới thiệu á. Thì lúc nào mình cũng nói đây là những cái con xe mà rất là dễ đi ha cả nhà. Hầu như là mình mua một chiếc xe ở trong gia đình mình ai cũng có thể đi được hết. Chỉ cần chúng ta nâng hạ cái cúc yên này lên xuống nè. Hoặc là cái bông tăng này nè cả nhà là chúng ta sẽ đi được thôi. Con này thì sử dụng đùm 5 số trong. Bình thường là 3 số đã ngon rồi đúng không? Và con này nó sẽ sử dụng luôn 5 số ha. Ngoài cái cây sườn nhôm ra còn lại là cái ba ga sau là inox nè, câm nè. Cầm inox nè, đũa đồ này kia nè, chân chống inox nè. Ngoài trước là cái rổ zin inox 7 Nhật. Và con này thì gắn cái rổ Yamaha luôn ha cả nhà. Rổ Yamaha luôn, rất là đẹp luôn. Cái rổ này không là 500 nghìn không bán nha cả nhà. Cái rổ Yamaha này nè. Đó. Con xe này thì do là một con xe đời cao mà nó cũng nguyên zin hết toàn bộ cả nhà. Và nó cũng còn rất là đẹp á. Cho nên giá của nó là 6 triệu 8 cộng phí vận chuyển ha. Xe thì mình sẽ báo giá công khai hết cho nên cả nhà cứ yên tâm. Đây, con này thì đây cả nhà thấy cái tem của nó nè, 2021 nè, thấy không? Đó, cái này là cái tem giữ xe thôi. Nhưng mà đây là một con xe đời cao cho nên là hầu hết các chi tiết của nó đều là zin nguyên bản và rất là đẹp ha. À, để mình quay cái bánh cho cả nhà nha. À, con xe 5 số là vậy đó cả nhà. Khi nào mà chúng ta lên số 4, số 5 á, thì nó mới kêu ha. Còn mấy chúng ta chạy nó im ru vậy đó cả nhà. Đây, con này thì cũng giống như những con khác thôi. Cũng là đùm trước là đùm năng lượng. Khi mà chúng ta chạy thì nó sẽ là cũng đồng thời là một cái dynamo luôn. Nó sẽ phát sáng cái đèn này nè cả nhà. Nó rất là hay ha. Con này thì lớp liếc đồ này kia là ok hết rồi. Đó, cũng phải có chạy xước ha, nhưng mà ít ha. Xe rất là đẹp luôn. Chuẩn luôn cả nhà. Đây, tem nội địa Nhật ha, tem BA nè. Màu trắng ngọc trai, ở ngoài thì nó sẽ hơi ngà ngà, rất là đẹp đó nha. Đây, đó. Mình quay chi tiết cận cảnh hết ha. Xe thì mình sẽ ship toàn quốc nha cả nhà. Ở đâu ship cũng được hết. Cộng cho mình thì từ khoảng 20% giá trị xe trở lên thì chiếc xe bắt đầu gửi đi ha. Đó. Cho nên là cả nhà nào mà đang có nhu cầu mua xe thì tham khảo kỹ, tại vì những chiếc xe này là những chiếc xe tuyển chọn á, cho nên là hầu hết là còn rất là đẹp. Mua một con xe ở trong gia đình của chúng ta có thể đi được rất là nhiều người nè, cái nhất nè. Cái thứ hai là rất là bền ha. À, những cái sợi dây cura này nè chúng ta có thể đi mấy mươi năm mà không vấn đề gì hết nha cả nhà. Đó, rất là bền luôn. Đó, cái dây cura này theo như người Nhật họ chia sẻ là nó còn ngon hơn cả dây sơn ha. Đó. Dây sơn thì nó có cái ngon riêng của dây sơn ha, mỗi cái đều có cái ưu và cái nhược điểm, nhưng mà cái dây cura này khi mà chúng ta lên đạp á là chiếc xe của chúng ta im ru luôn. Im ru luôn, không có tiếng động luôn á nha. Cho nên là mình cũng rất là thích dây cura này. Nói chung là mỗi cái nó có một cái hay riêng, nhưng mà xe Nhật rồi thì là cái chất lượng nó rất là tốt cả nhà. Dù có dây sơn hoặc là dây cura gì cũng vậy, nhưng mà dây cura thì nó sẽ cao cấp hơn nha. Cho nên là chúng ta thấy là những phía trong những chiếc xe hơi đồ này kia đó, thường nó cũng sử dụng dây cura thôi cả nhà, những cái truyền động trong á. Rồi, 4 triệu sorry cả nhà, 6 triệu 8 ha. Một con Rageton Unbet nguyên zin nha cả nhà, màu trắng ngọc trai.
À, cả nhà nào chơi thì alo cho Phúc qua số điện thoại 089 883 1234. Xe đạp Nhật Bản xin chào, hẹn em cái clip tiếp và những con xe tiếp.